mua nước nổi mang niềm vui tới cho bà con miền Tây. Vượt bão, trực thăng đưa ngư dân bị đột quỵ vào đất liền điều trị. Cảnh sát dùng đuốc đốt tổ ong vò vẽ sát tòa chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Bắt tạm giam 6 thanh niên liên quan phụ nữ sinh lớp 8 mang thai. Phút đời thường hôm nay, chuyện chàng trai bại não viết phần mềm nói thay người khiếm khuyết. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Hai ngày 17 tháng 10 năm 2022. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Nhã Chân của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Tiện ích Sài Gòn hay về nghiên cứu sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới, đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Thưa quý vị, những ngày này, nước lũ ở đầu nguồn biên giới tỉnh An Giang đã tràn ngập khắp nơi. Đây cũng là lúc ngư dân mùa lũ ăn nên làm ra với con cá đồng. Tại các chợ quê ven biên giới từ 4 giờ sáng, người dân và tiểu thương đã nhóm họp chợ rơm rã. Chợ Âm Phủ nằm cặp chân cầu Tha La, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Chợ này tồn tại hàng chục năm nay, cho các tiểu thương và dân giăng câu lưới tập trung lại để trao đổi mua bán cá đồng. Ngư dân tấp nập đưa xuồng cặp bến chợ mang cá lên bán, còn thương lái thì tranh nhau ngã giá để mua cá. Nhiều ngư dân cho biết, nước năm nay lớn hơn các năm, ngư dân phấn khởi. Đặc biệt, cá lên sóng có giá 30.000 đến 40.000 đồng một ký. Cá chết thì bán cho người nuôi cá làm mồi, chỉ có giá 5.000 đến 7.000 đồng một ký. Chi cục Thủy sản tỉnh An Giang cho biết, hiện nay cá linh nhiều nhất chỉ có các huyện đầu nguồn biên giới như An Phú, Tân Châu, Tri Tôn, Tịnh Biên và thành phố Châu Đốc. Từ nay đến rằm tháng 10 âm lịch, nước sẽ rút hết từ từ. Năm nay nước lớn nên cá cũng nhiều hơn. Chiều ngày 16 tháng 10, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, sau gần 6 giờ bay, trực thăng đã đưa bệnh nhân sinh năm 1968 quê Quảng Ngãi từ đảo Nam Yết, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về đến Bệnh viện Quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh để điều trị tiếp. Nam bệnh nhân đã có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, bệnh nhân xuất hiện đau đầu, yếu 1/2 người trái, được đưa đến bệnh xá đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa để điều trị, nhưng tình trạng bệnh nhân ngày một chuyển biến xấu. Do đó, bệnh nhân được đề nghị sớm đưa về đất liền bằng đường hàng không để điều trị kịp thời. Để đưa được bệnh nhân này về tới Bệnh viện Quân y 175 an toàn thì chúng tôi đã phải phối kết hợp rất chặt chẽ với Bệnh xá Quân y đảo Nam Yết, với Quân y Quân chủng Hải quân và sau đó là xin ý kiến của Cục Quân y, Cục Cứu hộ Cứu nạn và sau đó là Bộ Tổng Tham mưu và cuối cùng là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cái quyết định để điều một chuyến bay của Binh đoàn 18. Ra tế đảo Nam Yết và về bệnh viện an toàn. Chuyến bay cấp cứu đã bảo đảm đúng yêu cầu, hạ cánh an toàn tại sân đổ tòa bệnh viện chấn thương chỉnh hình, bệnh viện quân y 175. Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa vào khoa cấp cứu của bệnh viện để điều trị tiếp theo. Đến 20 giờ ngày 16 tháng 10, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh mới hoàn tất công tác xử lý một tổ ong vò vẽ có kích thước khủng treo lơ lửng trong khuôn viên một chung cư tại quận Bình Tân. Trước đó, ngày 15 tháng 6, nhiều người dân sống tại chung cư E-Home 3, quận Bình Tân, hoảng hốt khi phát hiện tổ ong vò vẽ đường kính khoảng 30cm, bề ngang khoảng 20cm, treo lơ lửng ở độ cao 10m trên cây trước một căn hộ nên báo lực lượng chức năng. Nhận thấy đây là tổ ong vò vẽ lớn và rất nguy hiểm, lực lượng chức năng quyết định xử lý tổ ong vào ban đêm. Để đảm bảo an toàn, chiến sĩ tham gia tháo dỡ được trang bị đồ bảo hộ và khu vực xung quanh được phong tỏa nghiêm ngặt. Một chiến sĩ mặc đồ bảo hộ chuyên dụng tiếp cận tổ ong, sau đó đốt đuốc để phá tổ ong này. Khoảng 20 phút, tổ ong được tháo dỡ an toàn. Tiếp tục chương trình là những tin tức đáng chú ý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Cạn cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi. Nạn nhân là cháu gái 15 tuổi, trú tại xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn. Theo đó, vừa qua, một người đàn ông trú tại xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông đến cơ quan công an huyện tố cáo việc con gái 15 tuổi của ông có thai 21 tuần tuổi, nghi bị đối tượng xấu xâm hại.
Cháu gái hiện đang học lớp 8 nhưng bị khuyết tật về trí tuệ. Tại cơ quan công an, cháu gái cho biết từ cuối năm 2021 có quen biết và quan hệ tình dục với một số người. Cuối tháng 9 năm 2022, gia đình đưa đi khám thì mới phát hiện cháu đang mang thai 21 tuần tuổi. Vào cuộc xác minh điều tra, đến nay Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Cạn đã làm rõ, khởi tố 6 đối tượng gồm Đặng Văn Lai, 24 tuổi, Triệu Văn Trung, 23 tuổi, cùng trú tại xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, Dương Đình Hưởng, 27 tuổi, trú tại phường Sông Cầu, thành phố Bắc Cạn, 31 tuổi, Lý Văn Sao, 23 tuổi, cùng trú tại xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, Lý Kim Vân, 27 tuổi, trú tại xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Giang đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng núp bóng các đại lý xổ số để tổ chức đánh bạc quy mô lớn, mỗi ngày giao dịch trên 250 triệu đồng. Trước đó, Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với các lực lượng chức năng đã đồng loạt tấn công nhiều địa điểm, bắt quả tang 6 người đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức ghi số đề tại huyện Yên Minh. Mở rộng điều tra, lực lượng công an đã triệu tập thêm 3 người liên quan. Quá trình bắt quả tang và khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ gần 275 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc. Được biết, từ đầu năm 2022 đến nay, các đối tượng trên đã lợi dụng làm đại lý xổ số cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số Kiến Thiết Miền Bắc, tỉnh Hà Giang, rồi móc nối thành đường dây đánh bạc. Mỗi ngày giao dịch với số tiền trên 250 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đến 6 giờ sáng nay đã tìm thấy thi thể người đàn ông 45 tuổi ở thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, trong đống đổ nát của căn nhà nạn nhân nằm ven sông Thạch Hãn sau một đêm bị vùi lấp. Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút tối ngày 16 tháng 10, bờ sông Thạch Hãn đoạn qua địa bàn thôn Như Lệ bất ngờ xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Theo người dân tại địa phương, khi nghe hai tiếng động rất lớn chạy ra thì thấy nhà nạn nhân bị đổ sập xuống sát mép sông. Hai nhà khác cạnh đó cũng bị hư hại. Trong những ngày qua, trên địa bàn có mưa lớn khiến nước sông dâng cao. Khi nước bắt đầu rút thì xảy ra sự việc. Thưa quý vị, không may mắn như bao người khác, khi sinh ra, chàng trai Nguyễn Đức Thuận đã mắc chứng bại não thể co cứng, từng gặp không biết bao nhiêu khó khăn trong quá khứ, bao lời trêu chọc. Nhưng với nghị lực phi thường, chàng trai ấy đã gặt hái được nhiều thành công ấn tượng và trở thành sinh viên Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hãy cùng Góc nhìn trưa nay gặp gỡ chàng trai này nhé! Đôi bàn tay co quắp, đôi chân không thể tự giữ thăng bằng ổn định trong mỗi bước đi do bị mắc chứng bại não thể co cứng. Nhưng chàng trai Nguyễn Đức Thuận lại mang trong mình nhiệt huyết, đam mê với công nghệ thông tin và quyết tâm theo đuổi ước mơ từ khi còn là cậu học sinh cấp 2. Là một giáo viên đã có thời gian giảng dạy em Thuận thì tôi thực sự là rất là khâm phục em Thuận vì những cái thành tích mà em đã đạt được với cái vô địch cái bảng C của trung học phổ thông tin học trẻ của toàn quốc hay là thành viên đội tuyển châu Á đại diện cho các học sinh Việt Nam tham dự tin học châu Á thì đấy là những cái kết quả mà rất đáng khích lệ. Để đạt được những cái kết quả như vậy thì ngay cả đối với những học sinh mà có trí tuệ bình thường cũng đã khó rồi. Nhưng em Thuận ở đây thì là một học sinh khuyết tật. Nhưng mà với những cái sự nỗ lực, với những cái quyết tâm và cái trí tuệ của em thì em đã đạt được những cái kết quả đó. Bắt đầu làm quen với máy tính từ khi còn học cấp 1 nhờ chiếc máy tính cũ bố mẹ sắm cho. Nguyễn Đức Thuận dần làm quen với bàn phím rồi dần dần tình yêu tin học theo đó lớn dần lên. Hiện tại em đang trên một dự án cũng mới bắt đầu khi em trên bầu phần giác thì em mới lên trên thì trời bà em bị chậm nữa thì nè quá và bà trời
những người bị cầm. Thì bạn cần như thế mọi người. Nhưng mà nếu những người đột nhiên bị cầm thì mới có thể đưa bạn tìm. Thì bạn muốn cuối lại thế nào của bạn thì mình sẽ khôi phục cái dạy bằng trí tuệ đã. Để học lập trình và thực hiện dự án này, Thuận đã tự học tiếng Anh để có thể tự đọc được các tài liệu của nước ngoài. Thuận cho biết dự án này đã từng có trên thế giới, nhưng ở Việt Nam thì chưa có nghiên cứu vì giọng tiếng Anh và tiếng Việt khác nhau rất nhiều. Tiếng Việt còn có âm địa phương, ngôn ngữ vùng miền. Trong thời gian em Thuận đang theo học ở trường Đại học Công nghệ thì em Thuận có tham gia cái dự án chỉnh sửa lại cái giọng nói. Và cái dự án này thì là nó rất là phù hợp với Thuận. Nếu như cái dự án này thành công thì nó sẽ hỗ trợ giúp đỡ được trực tiếp em Thuận luôn, và đồng thời thì cái dự án này có thể đóng góp cho cộng đồng, cho những cái bạn mà cũng khuyết tật, cũng bị khó khăn trong giao tiếp như là em Thuận. Tôi rất hy vọng là cái dự án này thành công. Qua câu chuyện của chính mình, Nguyễn Đức Thuận đã truyền cảm hứng cho bao người có hoàn cảnh như mình. Tại chương trình Vinh danh Việt Nam năm 2022, Nguyễn Đức Thuận là một trong 6 cái tên được vinh danh ở hạng mục cá nhân tiêu biểu, lan tỏa những giá trị tích cực đến với cộng đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào 11 giờ 30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoa@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Trang Đức. Xin kính chào và hẹn gặp lại.